Xin chào mọi người nha. Cuối tuần các bà đang đau đầu không biết làm món gì cho bé để đổi món thì hãy thử làm món này xem. Ở Việt Nam các bà nên chọn gà công nghiệp, nếu là gà ta thì phải đun thật lâu, mềm thì các bé mới ăn được nha. Tôi thì chọn hai loại thịt đùi gà và ức gà, mua ở siêu thị người ta đã lóc hết xương nên chế biến cũng dễ dàng và nhanh tiện. Món gà kho này thì khá phổ biến tại Hàn, cả trẻ con và người lớn đều thích. Nếu nhà các bà mà làm cho người lớn ăn thôi thì nên cho thêm ớt khô của Việt Nam vào, sẽ có vị cay cay nồng nồng rất là ngon. Vốn dĩ các bé thích khám phá những điều mới lạ cho nên thực đơn của các bé các bà cũng nên thay đổi. Cứ mãi một cái mô thức cũ thì các bé sẽ dẫn đến tình trạng lười ăn làm biếng ăn. Nhà tôi cũng thế, vốn dĩ bé thích ăn thức ăn của nhà trẻ là vì nhà trẻ luôn luôn thay đổi món hàng ngày. Tới khúc này thì thơm quá thơm rồi, dọn ra để ăn với cơm thôi.